Xin chào tất cả các bạn, hãy cùng Tri Thức Quanh Ta tìm hiểu nội dung video của ngày hôm nay nhé. Các bạn đã từng nghe tới căn bệnh viêm xoang mũi rồi chứ? Nghe rất quen thuộc đúng không nào? Và đây cũng chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Hãy cùng mình đi đến hết video để hiểu rõ hơn về căn bệnh này nha các bạn. Trước tiên, mình sẽ giải thích ngắn gọn về viêm xoang như sau. Viêm xoang là một bệnh xảy ra do viêm các xoang cạnh mũi, mà nguyên nhân chính gây ra viêm các xoang này đa số là bị nhiễm trùng. Viêm xoang là bệnh rất thường gặp ở các nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa, và đây cũng chính là lý do mà Việt Nam nằm trong những nước có tỷ lệ viêm xoang khá cao. Như các bạn đã biết, với khí hậu ẩm ướt tạo điều kiện để vi trùng, siêu vi trùng gây bệnh phát sinh phát triển. Vì vậy, bệnh thường xảy ra vào lúc giao mùa, nhất là mùa xuân. Bệnh này dễ tái phát và thường phải điều trị trong một thời gian dài. Vậy xoang mũi là gì? Nó có cấu tạo như thế nào? Tại sao nó lại dễ bị tổn thương đến vậy? Hãy theo dõi tiếp video nhé! Khuôn mặt của chúng ta được cấu tạo bởi nhiều xương nhỏ, nhiều hốc rỗng trong khung xương. Trong những hốc rỗng đó có bộ phận của mũi ngoài gọi là khoang mũi, mũi trong gọi là hốc mũi và các xoang cạnh mũi. Các bạn xem hình ảnh sẽ hiểu rõ hơn về nó nhé. Trong các bộ phận này thì xoang là bộ phận sụn xốp nằm ở bên trên trong xương, được cấu trúc bởi nhiều khe hốc như san hô. Các xoang mũi là các hốc rỗng bên trong một số xương ở mặt và sọ tạo thành. Cấu trúc của mũi gồm các xoang thông với hố mũi và có 4 loại xoang chính như sau. Thứ nhất, xoang trán, giống như tên gọi, loại xoang mũi này nằm ngay tại vùng trán. Cấu tạo của xoang trán được chia thành 4 mặt bao gồm mặt trước, mặt này còn được gọi là mặt trán, mặt phẫu thuật. Nếu đem đối chiếu với các xương, chúng được giới hạn ở phía trên bởi một đường cong xuống. Đường cong này nối liền hai nửa cung mày với nhau. Còn ở phía trước được giới hạn bởi hai nửa cung của cung mày và gốc mũi. Mặt sau của xoang trán có đặc điểm là mỏng và liên quan đến não và màng não. Mặt trong, bên trong xoang trán là một vách xương mỏng tạo nên vách để ngăn giữa hai xoang. Vách này thường không nằm ở chính giữa, do đó mà thể tích của các xoang thường không đều nhau. Mặt dưới hay nền, nó nằm ở trên phần ổ mắt, phía bên trên là một nửa của xoang sàn. Nếu bị viêm xoang, xoang trán thường gây ra các biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân. Loại thứ hai là xoang hàm. Trong số các loại xoang, xoang hàm là loại xoang có kích thước lớn nhất trên mặt. Nó có hình tam giác và thường có một hoặc nhiều lỗ thông với ngách mũi giữa qua lỗ bán nguyệt. Vì lỗ thông của xoang hàm thường được đổ vào ngách mũi giữa nên sẽ tạo nên đầu đế thẳng. Đồng thời nó cũng sẽ không có chỗ trũng, do đó nếu xoang hàm bị viêm thì các dịch sẽ được đổ ra bên ngoài một cách dễ dàng hơn. Thứ ba, xoang sàn. Xoang sàn là các hốc xoang nhỏ nằm ở trong mê đạo sàn. Thông thường, mỗi bên xoang sàn sẽ có khoảng 8 đến 19 hốc xoang. Tùy vào vị trí của các hốc xoang mà chúng được chia thành các nhóm như xoang sàn trước, chúng nằm xung quanh phễu của xoang trán. Xoang sàn giữa, cả hai nhóm đều cùng đổ vào ngách mũi giữa qua rãnh phễu sàn. Xoang sàn sau đổ vào ngách mũi trên. Và cuối cùng là xoang bướm. Loại xoang mũi này thường nằm ở trong thân xương bướm. Cũng giống như xoang trán, kích thước của xoang bướm không cố định mà có thể thay đổi. Nó có hai hốc xoang và được ngăn cách bởi một vách xương mỏng. Như vậy, mình đã giải thích xong cho các bạn về bản chất và cấu tạo của xoang mũi. Tiếp theo, hãy cùng mình đi tìm hiểu các chức năng chủ yếu của nó nhé. Cụ thể thì xoang mũi có những chức năng chủ yếu như sau. Thứ nhất, làm ấm không khí khi đi qua mũi. Thứ hai, có tác dụng cộng hưởng âm thanh. Thứ ba, làm cho khối xương sọ mặt giảm bớt trọng lượng. Với những chức năng quan trọng này, có lẽ các bạn đã hiểu được nỗi khổ của những người đang bị viêm xoang rồi chứ. Vậy, người bị viêm xoang thường có những biểu hiện như thế nào? Đau nhức vùng trán hoặc khu vực gò má. Đây được xem là dấu hiệu bị viêm xoang phổ biến nhất. Khứu giác bị suy giảm, thậm chí không thể nhận biết được mùi hương. Hắt hơi sổ mũi, sau đó là nghẹt mũi, chảy nước mũi. Dịch tiết chảy từ mũi có thể trong hoặc có màu vàng xanh.
dịch mũi chảy xuống vùng họng, có cảm giác đau răng ở hàm trên, hơi thở có mùi hôi, ho và sốt thường là biểu hiện của viêm xoang nặng. Theo như y học hiện đại ngày nay thì viêm xoang thường được điều trị bằng hai phương pháp phổ biến, đó là điều trị nội khoa và phẫu thuật. Đối với phương pháp điều trị viêm xoang bằng nội khoa, phương pháp này thường được điều trị cho các trường hợp bị viêm xoang cấp tính. Những loại thuốc được dùng bao gồm kháng sinh, thuốc chống viêm, các loại thuốc co mạch, chống xuất tiết, thuốc kháng dị ứng. Còn đối với phương pháp phẫu thuật, phương pháp này được chỉ định cho các trường hợp như sau. Đối với những bệnh nhân áp dụng các biện pháp điều trị nội khoa nhưng không đem lại hiệu quả, bệnh viêm xoang kéo dài nhiều năm, dai dẳng không khỏi, có sự bất thường ở vùng mũi xoang, chẳng hạn như polyp mũi có kích thước quá lớn, vách ngăn mũi bị lệch, trong trường hợp này cần phải thực hiện phẫu thuật để giải quyết căn nguyên. Bệnh đã gây ra các biến chứng như viêm ổ mắt chen vào thần kinh thị giác. Như vậy, mình đã giải thích xong một cách ngắn gọn và cố gắng trình bày để các bạn dễ hiểu nhất. Tuy nhiên, nếu các bạn có những thắc mắc hay đóng góp thêm, vui lòng bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Xin chào!